là những người gọi là Việt Cộng. Hãy đọc đi. Hãy đọc cái bài này của một ông Trần Khách Quan. Ông chắc chắn là không phải là tên Trần Khách Quan rồi. Đó là một cái bút hiệu. Ông ở hải ngoại. Trong sinh hoạt chính trị của người Việt chống Cộng, cụm từ người quốc gia đóng vào mở ngoặc đã được dùng để phân biệt với đóng vào mở ngoặc người Cộng sản. Người quốc gia là những người chống người Cộng sản. Họ đã vạch ra cái lằn ranh quốc cộng và dương cao cái ngọn cờ này. Người Cộng sản Việt Nam còn được gọi là Việt Cộng hay là VC. Mỹ nó gọi là VC. Việt Cộng hay người Cộng sản Việt Nam đã được RAND Corporation, một cơ quan nghiên cứu cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm phục vụ chiến tranh Việt Nam, đã đưa đến một kết luận nghiên cứu như sau. Việt Cộng là những người tận tụy chiến đấu cho độc lập, chủ quyền và tự do của quốc gia Việt Nam. Muốn thắng họ thì phải trả một giá rất lớn. Thì như vậy, một thuộc tính của người Cộng sản Việt Nam đã được nghiên cứu một cách khoa học bởi một cái cơ quan nghiên cứu có uy tín lớn như là RAND Corporation của Hoa Kỳ. Tận tụy chiến đấu cho độc lập, chủ nghĩa và tự do Việt Nam. Đó là Việt Cộng, thưa quý khán giả. Người Cộng sản Việt Nam đã coi độc lập và tự do là những cái giá trị thiêng liêng nhất, không có gì quý bằng. Giống như là nhân dân Hoa Kỳ cũng đã chiến đấu và hy sinh cho một giá trị không có gì cao quý hơn là độc lập và tự do, mà Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định một lần nữa trong diễn văn trong hội nghị APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam. Trong khi đó, cái người quốc gia đã đối xử với giá trị độc lập, tự do thiêng liêng của quốc gia Việt Nam ra sao? Tôi xin thêm một chữ này. Họ đã phủ nhận công lao của những người Việt Cộng đã hy sinh vì chữ tự do và độc lập. Đó là cái lời tôi thêm vào. Vâng, thưa quý khán giả, xin được đọc tiếp. Để hiểu rõ, chúng ta hãy trở lại với sự thật của lịch sử, xem xét nguồn gốc của sự xuất hiện cụm từ người quốc gia. Người quốc gia trong chiến tranh Đông Dương giai đoạn 1. Nước Việt Nam đã bị thực dân đô hộ trong gần 100 năm. Đến Thế chiến thứ 2 vào năm 1940, nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Đế quốc Nhật, tức là đồng minh của Đức, cũng chiếm đóng Việt Nam. Người Pháp ở Việt Nam ở vào cái thế yếu và buộc phải phục tùng người Nhật. Vào giữa năm 1914 đến tháng 2 năm 1945, quân xâm lăng Đức bị đuổi ra khỏi nước Pháp. Chính phủ Lưu Vong de Gaulle đã được Hoa Kỳ, Anh Quốc và Liên Xô công nhận là chính phủ lâm thời của nước Pháp. Nhật cảm thấy không an tâm với tình hình đó, nên ngày 9 tháng 3 năm 1945 đã bắt giam người Pháp ở Việt Nam, đồng thời lập ra Đế quốc Việt Nam, rồi giao cho ông Vua Bảo Đại làm quốc trưởng và ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng ngày mùng 2 ngày sau đó. Trong cái bối cảnh đó, dĩ nhiên Bảo Đại và Trần Trọng Kim chỉ là những quốc trưởng và thủ tướng bù nhìn, không có thực quyền, thực chất, và họ chỉ là tay sai của Nhật. Nhưng cái Đế quốc Việt Nam bù nhìn tay sai đó của Nhật cũng chỉ tồn tại khoảng 5 tháng. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng quân đồng minh sau khi bị hai quả bom nguyên tử của Mỹ. 4 ngày sau, ngày 19 tháng 8 năm 1945, đóng vào mà ngoặc kép, người Cộng sản đã tổ chức thành công cướp được chính quyền từ tay người Nhật và tuyên bố Việt Nam độc lập, và 2 tuần sau đó, tức là ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông Trần Khắc Quan nói cướp chính quyền từ tay người Nhật, quý vị nghe rõ nhá, chứ không phải cướp chính quyền từ tay Vua Bảo Đại nhá. Như vậy, chủ quyền quốc gia đã hoàn toàn thuộc về người Việt kể từ ngày 19 tháng 8 năm 1945. Việt Nam đã là một quốc gia độc lập không lệ thuộc bất cứ một đế quốc nào kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, tức là ngày lễ độc lập. Trên thực tế, nước Việt Nam thực sự đã độc lập và có chủ quyền từ mốc lịch sử quan trọng này
sau gần 1.000 năm chiều cống giặc Tàu và gần 100 năm nô lệ giặc Pháp. Nhưng thực dân Pháp vẫn nuôi ý đồ thống trị Việt Nam. Từ tuyên bố ngày 24 tháng 3 năm 1945 của chính phủ lâm thời De Gaulle và hiến pháp 1946 của họ về Đông Dương thuộc Liên Hiệp Pháp. Thật là kinh tởm và bôi bác cho cái đạo đức của nước Pháp, được cho là đi đầu trong các giá trị tự do dân chủ. Nhưng nước Pháp lại hiến pháp hóa việc chà đạp tự do dân chủ của những quốc gia khác bằng ý đồ thống trị. Với ý đồ xâm lăng đã được hiến pháp hóa, thực dân đã dùng mọi thủ đoạn để trở lại tái chiếm Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngày 6 tháng 9 năm 1945, tức là chỉ 4 ngày sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, quân đội Anh đã đến Sài Gòn trong nhiệm vụ giải giới quân Nhật. Nhưng Anh lại cho quân Pháp theo vào. Tại sao lại có chuyện kỳ quái như vậy? Pháp lấy cớ gì để được quân Anh cho theo vào? Pháp làm cái gì có tàu bè để đưa binh sĩ từ Pháp sang Việt Nam? Và sau khi kiệt quệ vì bị Đức chiếm đóng, có một cách giải thích rằng vì Pháp nhượng bộ những quyền lợi ở Trung Đông nên Anh đã ủng hộ Pháp tái chiếm Đông Dương, trong đó bao gồm tái chiếm Việt Nam. Nhưng tại sao lại không có thể coi sự ủng hộ đó là một nước cờ bí hiểm của giới chính trị Mỹ và Anh nhằm khai thác quyền lợi của các cuộc chiến tranh Đông Dương đã được hoạch định bởi những viện nghiên cứu chiến lược được điều khiển bởi giới tài phiệt và đế quốc siêu quyền lực? Bởi lẽ, suy cho cùng thì Pháp cũng chỉ là nạn nhân của âm mưu này khi mà nước Pháp sống sót sau Thế chiến thứ hai, vẫn còn yếu đuối nhưng lại quá nhiều tham vọng. Để rồi sau đó phải nhận tài trợ của Mỹ đến khoảng 80% chiến phí. Sự lệ thuộc quá nhiều vào viện trợ Mỹ đã khiến cho ông tướng Navarre của Pháp phải thú nhận trong hồi ký về một sự thật nhục nhã của nước Pháp như sau. Ông viết: vị thế của nước Pháp chúng ta đã chuyển thành một kẻ đánh thuê cho Mỹ. Quý vị nghe chưa? Nước Pháp đã công nhận họ là đánh thuê cho Mỹ thì Việt Nam Cộng Hòa có phải đánh thuê cho Mỹ không? Còn quá hơn nữa, không phải là đánh thuê nữa mà nô lệ. Theo danh từ mới bây giờ chúng ta gọi là ô xin. Cái ông Mỹ ông nói sao đó thì mình phải làm như vậy. Mày không nghe lời tao thì tao bắn mày chết như là Ngô Đình Diệm. Nguyễn Văn Thiệu sợ chết. Tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia: tôi trở về, quân đội sẽ có thêm tay súng. 25 tháng 4, nhảy lên máy bay C-118, bay mất tiêu. Chúng tôi sẽ đọc tiếp. Lưu ý rằng, vì Mỹ đã chi trả đến 80% chiến phí cho Pháp để xâm lăng Việt Nam và Đông Dương, cho nên đối với lịch sử của Mỹ, cuộc chiến xâm lăng của Pháp và Mỹ trong giai đoạn này còn gọi là chiến tranh Đông Dương giai đoạn 1. Gọi là giai đoạn 1 để phân biệt với giai đoạn 2 sau năm 1954, trong đó Mỹ hoàn toàn nắm quyền chủ động cuộc chiến. Nhìn lại cái đoạn lịch sử này về những mưu tính của các cường quốc Anh, Pháp, Mỹ, Tàu, Nhật trên quyền lợi của dân Việt Nam. Dân Việt Nam chúng ta đã phải nhận rõ một sự thật rằng chẳng có một ngoại bang nào thương yêu dân Việt mình, nhưng họ chỉ vì quyền lợi và mưu hại dân mình qua những chiêu bài bánh vẽ công lý, tự do, dân chủ và nhân quyền. Vậy, dân Việt Nam hãy thức tỉnh, phải giành độc lập và chủ quyền thì mới có thể tự do xây dựng các quyền lợi, dân chủ và nhân quyền cho chính nhân dân Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi xin tiếp lời ông Trần Khách Quan nhé. Dạ thưa. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đứng ra làm cái chuyện này năm 1941. Từ Trung Quốc trở về cùng 6 đồng chí. Và người đã làm nên lịch sử của Việt Nam. Là những người Việt Nam thật sự yêu nước chân chính. Không ai phủ nhận. Chỉ bằng đôi chân đất, Bác Hồ đã mang lại thống nhất và chúng ta đã sung sướng 42 năm nay. Một sự thật không thể chối cãi được. Xin phép quý vị
Tôi xin phép quý vị cho tôi chửi thề một cái, tôi chưa bao giờ chửi thề thế này. Tổ tiên sư cha những đứa nào phủ nhận cái công ơn đó và Việt Nam ngày hôm nay có được một đất nước như thế này. Chúng tôi xin đọc tiếp. Như vậy chắc chắn rằng những kẻ nào cầu viện đến ngoại bang để xin xỏ hoặc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ thì đều là những kẻ hoặc là ngây thơ, ngu ngốc về kiến thức nhân quyền và dân chủ, hoặc là những kẻ manh tâm làm tay sai cho ngoại bang để tấn công vào những quyền lợi và chủ quyền quốc gia Việt Nam. Tác giả mở ngoặc đơn ra, mong rằng nhận định vì đất nước và dân tộc Việt Nam trên đây được ông giám mục Nguyễn Thái Hợp của địa phận Vinh suy nghĩ khi ông đã đi vận động nhân quyền cho Việt Nam ở nơi các thế lực ngoại bang. Thì chúng tôi rất cảm ơn anh Trần Khách Quan. Cái câu này đã nói lên được cái tinh thần nô lệ và cái tinh thần sẵn sàng làm con dân của một nước nô lệ còn hơn làm người dân trong một nước dân chủ. Và nói lên một cái tinh thần Vatican không bao giờ từ bỏ ý đồ biến Việt Nam trở thành một cái công cụ của Vatican, trở thành một cái đất nước hoàn toàn xóa bỏ tất cả mọi tôn giáo khác. Chúng tôi xin đọc tiếp. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, Pháp nổ súng chiếm quyền kiểm soát Sài Gòn với sự giúp đỡ của Anh và dân Việt đã chống lại và gọi đó là ngày Nam Bộ kháng chiến. Ngày 3 tháng 10 năm 1945, 10.000 quân Pháp do tướng Leclerc chỉ huy đổ bộ Sài Gòn. Một tuần sau, ngày 9 tháng 10 năm 1945, Anh và Pháp ký thỏa hiệp. Theo đó, Anh ủng hộ quyền cai trị của Pháp ở Đông Dương. Ngay đêm hôm sau, mùng 10 tháng 10 năm 1945, bộ đội Việt Nam tấn công phi trường Tân Sơn Nhất và giao chiến với quân Anh Pháp tại các cửa ngõ vào Sài Gòn. Anh yêu cầu Nhật tham chiến, Nhật đồng ý. Trước sự kiện này, Đại tướng MacArthur của Hoa Kỳ phản ứng: điều làm cho máu tôi sôi giận lên là việc các nước đồng minh của chúng ta ở Đông Dương và Java đã sử dụng quân Nhật để đàn áp các dân tộc nhỏ bé mà chúng ta đã hứa giải phóng. Đó là một sự phản bội kinh tởm nhất. Đại tướng Mỹ MacArthur là tư lệnh của cuộc chiến Phi Lạc Tân ở Thái Bình Dương. Tư lệnh Thái Bình Dương. Và ông đã chửi Anh, Pháp, Nhật. Đó là một sự phản bội kinh tởm nhất. Tôi ví cái sự này, cái lời nói này của ông MacArthur đó vào cái nhóm đang chống VHK cũng như là đang chống KBC hải ngoại trong nước. Nó cũng là một cái sự phản. Sự đời là thế. Thân phận tuy là đại tướng nhưng ông MacArthur cũng chỉ được phép chơi ở một cái bàn cờ nhỏ. Ông không được phép chơi và được biết các thế cờ lớn ở cái bàn cờ lớn của các nhà chính trị. Lời hứa của các nhà chính trị chỉ là hứa để qua sông là một cái chuyện rất là bình thường. Ngày 28 tháng 2 năm 1946, Pháp và tàu quốc gia đấy đó, tức là Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Chí Thanh ấy, ký hiệp ước. Theo đó, tàu rút khỏi Bắc Việt Nam để cho Pháp vào giải giới Nhật. Một tuần sau, ngày 6 tháng 3 năm 1946, hiệp định sơ bộ Pháp Việt được ký. Theo đó, Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là quốc gia tự do thuộc Liên Hiệp Pháp, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam, thay thế 200.000 quân tàu để làm nhiệm vụ giải giới quân đội Nhật. Pháp hứa sẽ rút hết quân trong thời hạn là 5 năm. Thực chất, hai phía ký hiệp định sơ bộ đều có những mưu đồ riêng. Pháp thì lợi dụng được đem quân ra Bắc để tiếp tục mưu đồ xâm chiếm Việt Nam. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì chấp nhận chọn lựa đối phó với Pháp còn hơn là đối phó với 200.000 quân tàu. Đồng thời sau đó,
sẽ dễ dàng đối phó với các đảng phái phản quốc vì đã dựa hơi vào tàu để làm cản trở nền độc lập. Thì đây chúng ta rõ ràng là dựa hơi các đảng phái lúc đó chống với lại Việt Minh, dựa hơi quân tàu để làm cái chuyện này. Thì không biết ở trong cái nhóm mà ông Trần Hải Yến, Bùi Gia Việt với lại Nguyễn Minh Tuệ thì lại dựa hơi vào ai? Hy vọng không. Tháng 11 năm 1946, Pháp tấn công và chiếm Hải Phòng. Tháng 12 năm 1946, Pháp gây áp lực Hà Nội. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trên khắp nước. Cuộc kháng chiến chống Pháp để giành độc lập cho Việt Nam đã kéo dài 9 năm và kết thúc với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Hiệp định Geneva 1954. Nhưng trong khi dân Việt Nam kháng chiến chống ách đô hộ của Pháp thì thực dân Pháp đã thâm độc đề ra giải pháp Bảo Đại. Đó là giải pháp theo đó thành lập quốc gia Việt Nam và giao cho ông cựu hoàng đế Bảo Đại hay công dân Vĩnh Thụy của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa làm quốc trưởng. Thực chất của giải pháp Bảo Đại là nhắm che để che giấu cái sự chiếm đóng của Pháp và tạo ra một cái bộ mặt tay sai ở bản xứ. Cái gọi là quốc gia Việt Nam độc lập với quốc trưởng Bảo Đại do thực dân Pháp tạo ra trong cái bối cảnh đó chắc chắn chỉ là một cái chính phủ bù nhìn vào tay sai, không hề có thực quyền vì vẫn phải lệ thuộc vào Pháp về quân sự, ngoại giao và kinh tế tài chính. Thật là kỳ lạ, kể từ Thế chiến thứ hai khi chiếm đóng Việt Nam ngoại bang, thường có một sách lược chung là tạo một quốc gia Việt Nam bù nhìn để làm bình phong che giấu sự chiếm đóng. Nhưng tại sao họ lại luôn luôn chọn Bảo Đại làm quốc trưởng của các quốc gia bù nhìn đó? Từ đế quốc Việt Nam thời Nhật qua quốc gia Việt Nam thời Pháp đến Việt Nam Cộng Hòa thời Mỹ, quốc trưởng và những quốc gia hư cấu đó vẫn luôn luôn là Bảo Đại. Theo chúng tôi nghĩ, hơi khôi hài chút xíu, tên ông là Bảo Đại đó. Bảo Đại tức là nói đại đi. Cái thằng đó nó nói đại không à? Tức là nói. Thành ra ông Bảo Đại, người Bắc gọi Bảo, người Nam gọi là Bảo, rất là sai. Sai đại đi. Mày cái ra mày khỏi cần chờ lệnh của thủ tướng nha. Mày sai đại đi. Đấy. Nếu mà không rút cái quyển lịch sử đó thì là chúng dân tôi sẽ biểu tình. Cứ sai đại đi, cứ Bảo Đại đi. Chúng tôi xin đọc tiếp. Một năm sau ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 7 tháng 12 năm 1947, Bảo Đại và Pháp ký Hiệp định Hạ Long, theo đó Pháp cam kết mập mờ độc lập cho quốc gia Việt Nam. Sự kiện Hiệp định Hạ Long thật là một trò hề lố bịch của Pháp. Nếu coi cựu Hoàng Bảo Đại là công dân Vĩnh Thụy của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Hiệp định Hạ Long ký với công dân Vĩnh Thụy hoàn toàn vô giá trị. Và nếu coi Bảo Đại là quốc trưởng của đế quốc Việt Nam do quân Nhật tạo ra để ký hiệp định, thì trước hết Pháp phải đem xử tội Bảo Đại đã hợp tác với Nhật theo tuyên bố Cairo ngày 27 tháng 11 năm 43, là tuyên bố theo đó sẽ không công nhận bất cứ chính phủ nào do đế quốc Nhật thành lập tại các lãnh thổ chiếm đóng. Câu này hay ạ. Trong khi đó, so sánh với nước Pháp khi chiếm lại đất nước từ quân chiếm đóng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, đã có hơn 1.600 thành viên của chính phủ Vichy, tức là chính phủ của Pháp lưu vong, hợp tác với quân Đức và bị chính phủ de Gaulle xử tử hình. Cả thống chế Pétain, người đã từng là anh hùng của nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất, nhưng vì là thủ tướng của chính phủ Vichy, ông cũng bị xử lưu đày, trung thân ở một hòn đảo ngoài khơi Đại Tây Dương. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại thoái vị, tha làm dân của một nước độc lập còn hơn là làm vua một nước nô lệ. Đặc biệt lưu ý, trong cái trò hề lố bịch tạo ra cái quốc gia Việt Nam lừa đảo đó, lại có sự ủng hộ của Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên Hiệp, gồm có Cao Đài, Hòa Hảo, Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng. Điều này nói lên, chứng tỏ rằng các giới lãnh đạo đảng phái và tôn giáo ở Việt Nam đã có một nhận thức rất yếu kém về chính trị và chủ quyền của đất nước.
Câu này cũng xin dành cho nhóm Trần Hải Yến. Họ đã mừng rỡ nhận lấy một quốc gia Việt Nam độc lập giả tạo được Pháp ban cho. Nó chẳng những đã không có thực quyền mà lại còn giúp cho giặc Pháp ngụy trang sự thống trị Việt Nam. Đó chính là một trường hợp mà các giới chức lãnh đạo đảng phái tôn giáo Việt Nam đã tiếp đón bán nước cho ngoại bang mà họ cứ vẫn tưởng rằng họ là đang yêu nước. Sao cái này nó giống cái nhóm của Trần Hải Yến? Vào 1948, Bảo Đại và Pháp lại ký hiệp định Hạ Long lần thứ hai. Theo đó, Pháp long trọng công nhận độc lập của Việt Nam, nhưng lại lừa bịp bằng việc giữ quyền ngoại giao và quốc phòng, trì hoãn việc chuyển giao các quyền hành khác bằng cách chuyển sang những đàm phán khác trong tương lai. Thế là coi như kết cục cũng chẳng được gì, mà lại còn giúp cho giặc Pháp có thêm cơ sở pháp lý để đô hộ Việt Nam tiếp tục. Năm 1949, Bảo Đại ký với Pháp Hiệp ước Élysée, theo đó thành lập quốc gia Việt Nam là quốc gia độc lập trong Liên Hiệp Pháp, với Bảo Đại là quốc trưởng, nhưng sau đó cũng chỉ là chiêu bài, bởi vì quân sự, ngoại giao, tài chính đều do Pháp nắm giữ. Sử gia Trần Trọng Kim, nguyên thủ tướng của Đế quốc Việt Nam thời Nhật chiếm đóng, gọi sự độc lập của quốc gia Việt Nam do Pháp tạo ra chỉ là một cái cũi chó mạ vàng. Nhưng quốc gia Việt Nam độc lập hay cái cúi chó mạ vàng đó cung cấp phải có chính phủ và quân đội mang tên quốc gia để ngụy trang. Thế là chính phủ và quốc gia, quân đội quốc gia ra đời để phục vụ cho giặc Pháp, được đặt dưới quyền điều hành và sai khiến của giặc xâm lăng Pháp chống lại, đóng vào một hòa kép người Cộng sản trong cuộc chiến giành độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Hậu quả là hơn 3.000 binh lính của cái quân đội quốc gia Việt Nam tay sai đã bị bắt cùng với hơn 13.000 tù binh Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954. Như vậy, trong giai đoạn lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp để giành lại độc lập, hay là giai đoạn 1 của chiến tranh Đông Dương xét theo lịch sử của Mỹ, thì chính phủ quốc gia, quân đội quốc gia nói chung là đóng vào một ngoặc kép người quốc gia, chính là tay sai của giặc Pháp, là những kẻ phản quốc đi theo Pháp chống lại quyền độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó là sự thật của lịch sử. Lưu ý thêm rằng các giáo phái và các đảng phái trong giai đoạn lịch sử chống ngoại xâm Pháp đã chứng tỏ một lý lịch đi theo giặc Pháp, do đó sẽ không thể có sự tin cậy nào vào các giáo phái và các đảng phái trong các vấn đề tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam trong tương lai. Nhưng sự thật đó là một sự lừa gạt vĩ đại, khôn khéo và cực kỳ thâm hiểm của các thế lực đế quốc Pháp và Mỹ khi chọn ra một danh xưng mỹ miều đóng vào một ngoặc kép quốc gia để mị dân, mà thực chất thì chẳng có tí ý nghĩa gì là quốc gia Việt Nam, nhưng lại là một công cụ tay sai bản xứ đắc lực của bọn xâm lăng. Mở ngoặc đơn ra, sở dĩ phải kể thêm Mỹ vào là vì nếu Mỹ không tài trợ đến 80% chiến phí thì Pháp không thể nào có cái khả năng tái xâm chiếm Việt Nam. Nhưng khi đã lệ thuộc quá nhiều vào viện trợ, cuối cùng Pháp đã trở thành một thằng lính đánh thuê cho Mỹ, như tướng Navarre của Pháp đã chua xót nhận định. Pháp thua trận Điện Biên Phủ dẫn đến hiệp định Geneva 1954. Theo đó thì đất nước Việt Nam tạm thời chia đôi ở vĩ tuyến 17 và chờ ngày thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử năm 1956. Phần thứ hai, đóng vào một kép người quốc gia trong chiến tranh Đông Dương giai đoạn 2. Sau hiệp định Geneva 1954, Mỹ với sức mạnh vượt trội trên thế giới đã bảo trợ miền Nam Việt Nam để tiếp quản những công việc Pháp ở Việt Nam và phù phép biến quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm quốc trưởng thành Việt Nam Cộng Hòa và giao cho Ngô Đình Diệm làm tổng thống. Sự phù phép biến hóa đó cũng được các sử gia chân chính coi như một trò hề dân chủ, và đặc biệt là phù phép đóng vào một ngoặc kép
trưng cầu dân ý để truất phế quốc trưởng Bảo Đại và biến Ngô Đình Diệm thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi đã tạo được quốc gia hư cấu Việt Nam Cộng Hòa đóng vào ngoặc kép thuộc quyền sở hữu của riêng mình, Mỹ đã cố vấn cho Ngô Đình Diệm từ chối tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Gọi là cố vấn hay ra chỉ thị thì nó cũng thế thôi. Vì Tổng thống Ngô Tổng thống thì làm sao dám không dám vâng lời khi mà toàn bộ linh hồn lẫn thể xác của quốc gia Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào viện trợ Mỹ để tồn tại. Cũng như sau này Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bị Nixon ép buộc vào phải ký hiệp định Paris năm 1973 để giết chết Việt Nam Cộng Hòa. Đó là số phận của một nước, một đất nước bị nô lệ, bi thảm, số phận như thế đó. Ngô hột bắp ngon ghê. Thằng Mỹ nó đưa lên chảo nó rang rồi nó nổ bóp 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 ra, tưởng là sung sướng lắm. Ai ngờ nó rang lên nó bảo cái bắp này không ngon nữa. Ngô hột bắp đem đổ đi. Thế là nó giết. Chúng tôi xin đọc tiếp. Ngô Đình Diệm từ chối tổng tuyển cử để thống nhất đất nước, thế là phải nổ ra cuộc chiến giành độc lập và chủ quyền giai đoạn 2. Người Việt Nam Cộng Hòa là cứ bảo rằng người miền Bắc mang quân vào xâm lăng. Tại sao lại không dám nhận cái lỗi của mình, y chang cái đám chống cộng cực đoan ngay bây giờ này. Đó. Không bao giờ nó nhận là nó thua trận hết. Lúc nào nó cũng muốn hăm he để nó muốn lật đổ người ta. Từ chối không cho thống nhất đất nước ấy, thì bây giờ là Bác Hồ chủ trương theo đúng hiệp định Geneva 1954, tức là mình phải thống nhất đất nước. Mà anh không cho thống nhất đất nước thì chúng tôi phải có bổn phận giải phóng. Mà bây giờ anh giữ không được mà chúng tôi giải phóng được đất nước thì các anh phải tuân thủ. Tại sao này? Tinh thần ngụy cũng lúc nào cũng vẫn là ngụy. Dù bây giờ sử có viết cách gì đi nữa thì sự thật lịch sử vẫn là sự thật lịch sử. Không cần để chữ ngụy hay là không có chữ ngụy trong đó. Đối với Mỹ, cuộc chiến này là cuộc chiến Đông Dương giai đoạn 2. Vì Mỹ trước đó đã tham gia cùng với Pháp ở giai đoạn 1 và đã chi trả phần lớn chiến phí cho giai đoạn này. Gọi là chiến tranh Đông Dương vì Mỹ cũng gây ra cuộc chiến ở Lào và Campuchia. Nhưng vì Việt Nam là chiến trường chính cho nên chiến tranh Đông Dương giai đoạn 2 còn gọi là chiến tranh Việt Nam. Ngay từ cái tên gọi chiến tranh Việt Nam, tức là Việt Nam War, sau đó Việt Nam hóa chiến tranh để thay màu da trên xác chết, nó đã cho thấy rằng cuộc chiến của Mỹ là do Mỹ tạo ra. Trên thực tế và qua những tài liệu lịch sử đã được Mỹ giải mật, chiến tranh Việt Nam là do Mỹ gây dựng cho một kế hoạch được tính toán, tinh vi và hoàn hảo đến mức ngay cả một bộ óc cực kỳ thông minh người đương thời ở Mỹ cũng hết sức ngưỡng mộ. Đó là Tổng trưởng Quốc phòng McNamara, người đã được coi là kiến trúc sư của cuộc chiến, cuối cùng cũng đã cảm thấy bị đánh lừa và đã thú nhận trong hồ ký rằng một sự sai lầm khủng khiếp và chúng ta, tức là người Mỹ, đã giết người không cần thiết. Thật là một sự đau đớn, sự thực đau đớn và khủng khiếp, chẳng những cho nhân dân Việt Nam mà còn cho cả nhân dân Mỹ lẫn ông McNamara. Họ đã giết không cần thiết. Kế hoạch lừa đảo tinh vi như thế thì chỉ có thể đến từ những viện nghiên cứu chiến lược được tài trợ và điều hành bởi giới tài phiệt đế quốc siêu quyền lực tại Mỹ. Họ, giới tài phiệt đế quốc siêu quyền lực, đã nắm quyền bằng cách ảnh hưởng vào các chính quyền, đã sắp đặt những thành viên vào những chức vụ lãnh đạo trong các chính quyền. Họ không có tổ quốc, cho nên họ không cần quan tâm đến nỗi đau thương của nhân dân Mỹ hay của nhân dân Việt Nam. Nhưng họ quan tâm đến quyền lực và quyền lợi thâu tóm được từ cái cuộc chiến. Đó là vũ khí lỗi thời tồn kho cần phải thanh toán, cần phải có một bãi rác chiến tranh thích hợp như ở Việt Nam và Đông Dương, cần phải có chiến trường để thử nghiệm vũ khí mới. Tất cả đều nhắm vào phục vụ quyền lực, ngân hàng và tài chính của họ. Thưa quý khán giả, cái điều này chúng tôi đã nói ở trong
tờ báo Tiền Phong. Chúng tôi đã viết trong tờ báo Văn nghệ Tiền Phong khoảng năm 1980. Vũ khí Việt Nam, vũ khí Mỹ ở đệ nhị thế chiến đã lỗi thời. Tướng lãnh của Mỹ lên cấp theo thời gian, không có kinh nghiệm chiến trường. Nên người Mỹ họ muốn dùng chiến trường Việt Nam để thử những vũ khí mới M16, thiết vận xa M48. Và họ chưa kịp sử dụng tới thiết vận xa M1 thì người Mỹ đã đầu hàng. Bởi vì quân Bắc Việt đánh quá đẹp, quá nhanh và quá tuyệt vời. Chúng tôi xin đọc tiếp. CFR thành lập năm 1921 và FIED thành lập năm 1913 là thí dụ về sự hiện hữu của tổ chức siêu quyền lực. CFR tức là Council of Foreign Relations hay là Hội đồng Quan hệ Đối ngoại là một tổ chức tư nhân nhưng có rất nhiều lãnh đạo cao cấp của các chính phủ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều là thành viên của CFR. Các nghị sĩ John McCain và John Kerry, các bộ trưởng John Foster Dulles, Henry Kissinger, Robert McNamara, James Baker, Colin Powell, Robert Gates, Madeleine Albright, Condoleezza Rice, Hillary Clinton, giám đốc CIA Alan Dulles, Michael Hayden, các phó tổng thống Joe Biden, Dick Cheney, các tổng thống Gerald Ford, Jimmy Carter và George W. Bush, Bill Clinton. Đặc biệt là ông Paul Warburg, một ông chủ ngân hàng và là thành viên của CFR, nhưng trước đó lại là một lý thuyết gia trong những người sáng lập ra FED, tức là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, hay thường gọi tắt là Federal Reserve. Cái Cục Dự trữ Liên bang tuy là một tổ chức tư nhân, nhưng lại có quyền kiểm soát tiền tệ của nước Mỹ, được quy định bởi Hiến pháp vào năm 1913. Đó là một siêu quyền lực. Cái dấu hiệu này cho thấy CFR được dùng để phục vụ cho FED. Trong chiến tranh Việt Nam hay là chiến tranh Đông Dương thứ hai, chính xác là Mỹ đã trực tiếp điều hành cuộc chiến, cũng giống như giặc Pháp, Mỹ cũng đã tạo ra một chính quyền hữu danh vô thực Việt Nam Cộng Hòa để ngụy trang cho thực chất phũ phàng của ông Mỹ. Điều này đã được chính miệng của ông cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Việt Nam Cộng Hòa đã xác nhận trong một video phỏng vấn ngày 16 tháng 6 năm 1990 tại Westminster, California. Việt Nam Cộng Hòa đã bị nô lệ vào viện trợ của Mỹ. Ông Nam Hải viết, ông muốn nói gì chúng tôi cũng đéo bao giờ tin. Lính ngụy như lũ các ông già rồi không còn đủ sức chống cộng. Ông quay lại vuốt ve những chuyện ông nói. Chúng tôi biết lâu rồi, nếu chúng không biết chúng tôi đánh thắng sao được Mỹ và lũ cộng nô. Tại vì ông đéo rồi nha, tôi cũng đéo ông ra ngoài.